Khánh xin chào tất cả các bạn thân yêu. Sáng nay thì bà bãi của mình sẽ đi qua bệnh viện để chuẩn bị lên dĩa. Còn mình thì ở nhà thì chú Sáu bà bãi chuẩn bị lên giường. Còn mình thì ở nhà chú Sáu cũng xây cái hàng rào. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Bà bãi. Dạ chú Hoài chú. Sáng nay mà là thứ hai, giờ mà bãi mình chuẩn bị quần áo với cái gì trong đây vậy mà bãi? Cái gói với nhựa đang theo bệnh nước. Gói với nhựa nước hả? Giờ mà bãi việc chuẩn bị đi qua bệnh viện. Thì có một người anh gửi cho mà bãi số tiền là 250 đô. Thì sáng nay mình mới vừa chạy đi ra chợ sớm, thiệt là sớm, mình đổi giùm mà bãi rồi để mà bãi có tiền đi qua trị bệnh. Tên gì ta? Tên Hân hay tên Hàng hay tên gì không biết nữa. Dạ. Mà bãi nó lớn lớn chút anh không nghe. Mà cảm ơn anh để mà cho tiền giúp đỡ cho mợ đi tự động vậy. Dạ. Mà thật sự cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi Khánh khởi gắn lại. Khánh khởi nhắn lại anh cũng thấy nè. Giờ mà bãi đón xe gì đi? Cảm ơn Khánh nè. Đâu có gì đâu mà bãi. Bãi đưa qua bệnh viện luôn. Vậy hả? Dạ. Cậu bảy của mình thì không có biết chạy xe, nhà thì không có ai hết, cho nên là cậu bảy Dũng đưa cho mà bảy mình đi giùm. Bây giờ mà bảy đi bảnh hả, chừng nào mà mà bảy lên sách mẫu hay là vừa mẫu xuống rồi thì mà bảy cho anh hai nha. Hai trước khi mẫu thì cho hai đi để mẫu rồi nói chuyện không nổi. Dạ. Khánh với mẫu qua thăm mà bảy. Khánh nói mốt rồi. Thôi mà bãi đi đi. Dạ. Dạ, Khánh về. Dạ. Khánh vừa xuống tới à? Dạ. Rồi ai nuôi thì chừng nào ấy thì chị hai qua, con chị hai qua phải không? Chừng nào mở chị hai qua phải không? Dạ. Dạ. Cái vách tường này, không phải vách tường mà vách hàng rào này, hồi nãy giờ chú Sáu xây, hồi sáng giờ mình xây lên 4 cục gạch. Bữa nay thì trời nắng dữ lắm, hầm dữ lắm hầm. Con Khế hả? Ừ, để tôi hái cho con cái Khế nha. Dẫn Vi lại thẳng luôn cho mát. Vi đi đi con, đi đi lại với bà ngoại kìa con. Bữa nay trời nắng dữ lắm nắng. Có phải trọt không ta? Đây nè, đây nè. Đây. Không có mẹ. Gãi gãi. Ủa? Ủa tôi phải thấy nè. Đố hai, đố hai cái này tới khế ngọt hay tới khế chua? Trời ơi, đố nữa. Ở nhà mình mà mình đố nữa. Để tôi cắn cái này cho khế ăn. Khế này là đi. Cha mình tầm. Cái khế này hơi lửng lửng. Không có cao không? Còn bà ngoại tèo cây nữa kìa. Mẹ mình thì có sở thích là khoái leo cây. Thì ăn mấy cây. Thôi, mẹ đừng có leo xuống rồi mẹ đi té xuống. Xuống mẹ. Nè, ở tật chân cái lộn cổ không ao. Thấy bà ngoại tèo cây không Vi? Ừ. Đi con đừng nhìn lên đi, cây nó xuống chỉ. Đừng nhìn lên nha con. Dạ. Cảm ơn dì Tư con. Nóng hả? Tên. Nóng quá, tôi khởi mà nắng. Tôi khởi nắng nóng quá hả? Nóng thiệt. Vậy hả? Trời hết nóng rồi, để tôi hỏi cho nguội nè.
mẹ mình giống bà ngoại. Mẹ kể là hồi xưa lúc mà bà ngoại có bầu ai mẹ? Không biết, có bầu ốc mười rồi. Thấy chưa? Rồi. Mấy tháng? 5 tháng còn trèo cây chưa? Có bầu 4 5 tháng mà vẫn trèo cây bình thường. Cái chân mày mẹ dính cái con gì trắng trắng á. Gầy, gầy nâu. Gầy nâu mà nó gầy, đặt tên gầy nâu mà nó màu trắng. À, đi ra ông Sáu chơi nè. Hãy lấy cây dao ra rút cái cây vô bác. Chút nữa mất mát rồi giúp mẹ. Đây, đi ra ông Sáu coi ông Sáu làm phụ ông Sáu chút xíu đi. Mấy bạn thấy mình ở quê mà mình bận áo thiệt là nhiều quá, là không phải trời lạnh đâu mà thật sự đó là trời nóng quá. Thôi giữ ta, từ từ đừng phóng nè. Quý ăn gì á? Mẹ coi cái ăn gì ngon rồi. Sao đứng này mẹ coi thử coi. Đâu? Xe cái gì nè, xe giống tôi gì nè. Đâu? Cho mẹ coi coi. Mới thích lại. Nói cho mẹ nghe tới gì á. Ăn gì? Ăn gì tới đây? Tới gì á? Tới gì con? Gói thôi, gói rồi. Gói rồi. Để tôi cắn tay cá cho ăn. Chú vô gạch. Cái hồi sáng mình đi lên cái chỗ mua gạch, tặng mình mua gạch về về dán hai cái tụ cẩm. Rồi mua đâu bằng này lạ quá Khánh. Mua tình Khánh Lưng chú sao? Lưng này lạ chứ ta. Thằng Duyên mới. Ê ơi. Khánh đón gì vậy? Đi ơi. Dạ con gái. Ôi ơi giỏi dữ vậy. Bị ăn gì á? Bị ăn gì con? Tiên cá. Ăn khế tả vàng. Khế hả? Có vàng không? Có tả vàng không? Sáng nào cũng tả một bọc vàng sao? Bọc đầy luôn. Chó ăn hết. Dạ, bắt con. Mình thấy đâu có bắt con đâu. Chú Sáu hai gà đánh lộn hả? Chú Sáu có hai thằng nào đánh lộn ở xóm dưới. Ủa? Dạ. Ai vậy chú Sáu? Tí bà Sơn đó chị biết không? Biết. Cái cửa nhà mình rồi á. Ủa? Nó đánh thằng Sơn con của bà Ba Mập á. Thằng mà nó đi làm hầu chung với ông Sáu Bình, em mới đi làm chung với nó cũng cút rồi. Nó sao? Nó chết luôn, bây giờ bệnh viện yếu lắm rồi, gần đứt rồi. Ghê vậy? Thằng nào bị gần đứt? Thằng Sơn mà cái thằng nhậu thường viên rượu á. Đi đám gì chú Sáu? Nó nhậu đúng lộn chứ không đám. Hai thằng nhậu chung rồi đánh lộn rồi vậy? Thấy ghê vậy? Chết ở tù quá. Bị ghê. Thấy không ta? Thằng quýnh bập tay hay bập tay không có gì. Thấy ghê vậy ta? Rút kinh nghiệm. Ở thằng đó có, ở cái người đó có vợ chưa chú Sáu? Chưa biết người ta mấy tuổi mà cái thằng đó. Người quýnh ta chết rồi sao ta? Đâu chứ tiền nữa. Đền tiền nữa. Cái thằng chết không có con, thằng chết không có con. Mà thằng đó nó gặp, mà thằng đó nó không chết mà nằm chỗ còn khổ dữ nữa. Bà Mập á, ngay chỗ nhà của dì Sáu Rỉ. Cái này bị dầu gì? Tỉnh nhục không con? Cái bà cái nhà đó xét nhà dì Sáu Rỉ luôn á. Cái lọ bên kia lọ rồi. Đừng lấy cái cây đó con Sáu ơi. Ôi. Ông Sáu la là chạy cho khác. Ông Sáu ơi, con bước á. Chạy. Đây. Hàng gào mẹ chú Sáu ơi,
cái này gì còn có văng lưới nữa là xong, còn hai cây cột bự ở đằng kia thì mình xây lên phải không? Hai cột bự xây thì tốt lắm. Ừ đúng rồi, gạch vô. Sao này em kéo xe này ta, thường thường thấy chở không đa không ạ? Trời ơi, bữa hôm mà lần mưa vậy lót nhà tắm cũ cũng chở không đa không ha. Trời ơi. Chú này chơi sang thiệt, lấy nguyên tấm niệm lót lót lên gạch luôn. Cái gạch thì cũng kinh dữ. Thôi vô đây tận thôi. Tao hỏi mày chở không đa không hả? Quả đâu? Gạch này hồi sáng mình đi ra cái chỗ cái tiệm mà bán gạch đó, mình lựa thì mình lựa cái cục gạch này nè, mà không biết có hợp hay không nữa. Cái vô nguyên kiện một cục là mình xây nó mới làm. Mình gạch này là 7 20. Không có rồi mà đây con ginh cho. Ừ phụ ginh đi. Mới đây 7 20. Vi nó sợ chứ. Hai tay hai chân chứ tay chân ginh không được nha. Hai. Hả? Vi nó sợ chứ vô gạch á bắt bỏ nó ăn xe nè, rồi lôi nó về nó sợ đứng đó kìa. Lấy cho bác tiền đi lại chút cho. Ghê mở đó ginh. Mở gì? Ủa lại nè. Chưa gì hết trơn, mẹ mở hàng rồi. Chưa chị đập rồi. Quy đứng im đấy nha con. Quy nó sợ nó không dám chống. Tính xa, vì sao vậy? 6 mét. Bao nhiêu miếng đó, nhiều miếng nhỏ nhỏ. Thì mua nhiêu là nó giao đủ hết chứ không có ai đâu. Người ta tính sẵn cho mình hết luôn rồi mẹ. Hả? Ví dụ bị ngang cây cột bị ngang nhiêu và dài nhiêu người ta tính sẵn cho mình luôn á. Vậy là nhiêu gạch nó đủ hết không? Ừ. Cái chị đó chỉ tính cho con rồi. Đâu có biết được đâu kịp. Chứ con cũng biết tính nữa. Chưa có mặn mày sẵn mình chưa xác cho mặn thôi mặn luôn mua luôn chứ. Dán dán mấy cây cột đó ra hả? Dán cây cột cổng ra. Ừ tự dán mấy cây này chứ mấy cây này kéo lưới mà. Ừ kéo lưới. À, vậy 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 sẵn gửi tiền rồi luôn chú. 900 nhiêu coi lại coi. 24 ngàn hay gì á? 924 ngàn. Chín trăm hai mươi bốn đó là 76 ngàn. 76 ngàn nó có để con vô nhà ăn kiếm 24 ngàn cho có 100 này kìa cái kìa đưa thêm 24 ngàn đứng đi đứng đi ngang đứng đi ngang tao kêu mày kiếm tiền luôn đưa tôi miếng mới đi cũ sẵn rồi miếng này thấy nó lâu năm quá già quá tiền cổ đồ cổ tiền cổ. Cái này hỏi đường đi bên đó hả? Đường đi nhà ra bên đó, còn đường đi của người ta thì đi ngang bờ tôi vậy nè. Thì chạy bây giờ ra đây luôn. Không. Ừ giờ đi ra đây tiện thôi chứ. Hồi nào giờ tôi cũng đi vậy nhưng mà tại tôi làm cổng ở đây thì đường ta vô thì vô cái này còn tôi ra rồi cái kia. Vô đường này ra đường kia. Thì kệ đó. Tại vì ví dụ có mà có chuyện gì cái chạy thoát cái gì có đường exit vậy mẹ đường này đường exit đường thoát hiểm có không có
24 ngàn. Ủa ai đi ở ngoài vậy? Tiền chẳng thì cũng có chứ tiền lẻ đâu ra. Anh Út. Cảm ơn chú. Anh Út chạy dừa à? Đi đi ra ngoài. Đi ra ngoài con phụ để gạch với chú Sáu đi. Đi tiền ơi. Con ăn cái khế còn nhiêu rồi đưa mẹ coi coi cái khế đâu. Khế của con đâu? Mẹ mẹ. Đâu cái khế? Ông xè cái khế ra mẹ coi coi. Cạp được nhiêu đó vậy hả? Vì bệnh nên vì thèm đồ chua. Thèm đồ chua quá. Không đi. Thèm đồ chua quá. Chứ chưa mà khóa. Bắt con. Vì nói gì? Tôi giặt các con. Thở mà con mình ngán quá ha. Bắt quy. Con nói gì nó lớn lên. Nó lớn lên con. Trời chung vậy gạch bắt quy. Sợ lắm hả? Ừ, bởi vì mai mốt Vi phải ngoan nha. Ừ. Để không chú bắt chú bỏ con xe đó đó. Dạ đi con, dạ con. Về lâu như cảm ơn em chú. Cười. Cười vậy thôi. Nó khoái bắt nó bỏ con xe đi mà ngoại ơi. Thôi đừng dụ. Ủa đừng nhát. Không sợ. Không đi. Không sợ. Thôi bé phải đập mì rồi qua giục cho cá ăn. Trời nắng quá. Nắng chảy mỡ luôn. Thôi phải đi chích ngừa bệnh dại. Thôi mà chừng nào thấy chảy nước miếng là biết. Le lưỡi nữa. Le lưỡi chảy. Gạch này á dễ bị rứt tay đó thằng nãy quên lấy cái bao tay. Dít cát vô chân muốn phỏng chân luôn ạ. Trời này á hay biết sao không? Hả? Mập như con vậy nè, đâu có cần mà nhịn ăn giảm cân nhiều ra phơi nắng chừng tiếng hổ tan mở hết. Trong khúc này đó đổ cột cái xe đi. Chừng nào đổ cột? Gậy hai cột xong rồi. Dạ. Gậy hai cột xong rồi. Đó. Lâu quá không làm cu li, bữa nay làm cu li bữa. Hồi sáng tôi mới nghe thông báo bão rồi, giờ nắng quá. Bão rồi mà, làm tiền bão. Trời, ủa cái cây này dễ lột chứ mẹ? Cái này lột nó chạy. Trời ơi bữa cây kia lột muốn chết luôn. Lột mấy cây này chi mẹ? Cái mai. Lột chỉ nó chắc còn nó xài gì nó chắc nữa chứ để mẹ mà không cho mẹ. Cái gì con? Mấy cái cây này mua làm gì vậy? Vỏ hả? Cây này mua lột mấy chậu lan. Con nói gì? Chậu lan. À đúng rồi, nhớ rồi. Ừ đúng rồi. À, mấy cái cây này nè.
Dung Ngô Lan thôi vì không có lọc được thì nói là lụm gì tầng lan rồi thôi cái đó dục mà cái đó bà ngoại bỏ vì ba mấy cái chậu lan rồi Dung nó mới mua cái cây này về để nó làm cái vườn lan nào cái trụ treo lan cái trụ đóng trụ á từ mẹ khoáng từ để nó gãi rồi chỗ này khó nè cái này lọc ngược lắm xuống dưới rất ngược lắm mấy cây này cứng thiệt nè cái bạch đằng xuống hả bạch đằng nó dở hơn trà mơn vàng cây chắc dữ lắm đi uống nước hả con giảm con uống nước nha nặng dữ quá mẹ đi vô nhà mẹ ơi con đi đâu mày bảy đâu mày ngủ rồi con đi đâu đi con đi chơi đâu đi chơi nhà ai đi chơi tuốt đây đi chơi tuốt đây nè không chơi tuốt đây hả chơi nhà ai nè ngồi đây nè trời nó đẹp quá hả nói nè chơi nhà ai bà nhà ai bà bảy hay bà tư bà bảy hay bà tư đi chơi bà bảy hay bà tư bà tư đâu nhà bà tư đâu con bà tư có con bé bà tư có con bé là con Diễm đó bữa nay bà bảy cũng có con bé nữa con này bà bảy có con bé nữa bà bảy nhóc em bé luôn lắm á cười mà không tin tưởng cả. Thấm con nhớ Thấm không con nhớ Thấm không Thấm không có gì ủa sao nãy nghe tiếng mà đó con Thấm con em của Thấm em Thấm ạ ủa em Thấm nay mấy tháng rồi em phải mấy tháng rồi nhớ nhiêu 17 tháng ủa dữ hả vậy nó biết đi hả em phải dữ hả vì bắt em bé đi bác sĩ em bị chích em bé khóc ngoe ngoe nha ủa gì lẹ với người ta vậy mà từ nhỏ nó mới đẻ đi hàng chi nó ủa sao má nè nghĩ chắc con Thấm nó nói chuyện chứ con kia nó còn nhỏ xíu chắc miệng đâu bự này tao biết nói rồi biết nói đã thích à đi đâu con đi đâu bà bảy có em bé á bà tư không có nhà bà bảy có em bé không nhà để nó lên nắng quá bà Tư đâu có nhà đâu bà bảy có em bé trong nhà chút em bé thức em bé ngủ rồi chút nữa em bé thức rồi chơi với em bé nha con đúng rồi em bé ngủ tổng bữa nay nhà hiếm bảy có đám hả bảy qua rồi rồi cái con gái của hiếm bảy về chơi em bé thức rồi con hồi nãy mình nghe e tính dẫn Vi qua chơi với bé mà em bé ngủ tưa chưa dậy em bé chưa dậy con chứ điện là em bé dậy chơi chúng em bé dậy qua nghe con dạ dạ đi con tại gần nhất này tóc dữ rồi hả bạn này trời mưa tóc vậy ở nhất này nó không nổi chứ đâu nhất là của mình đi cái nhất lạ như gom nhất cái loại cộng bự với loại cộng nhuyễn hả mày cái này cộng bự à mà ăn ngon chưa hả không ngọt bạn kia vậy cũng ngọt tiền tiền rảnh hơn vô ngủ tươi với em bé kìa tính vậy em bé ngủ trưa em bé ngủ trưa à em bé chưa dậy con em bé gái phải không bảy em bé gái em bé chưa dậy em bé chưa dậy con chút nữa đi chút nữa chỗ gì có hai mẹ con hả hả bảy hai mẹ con à Thấm đi học hả cái tôi bắt cái con này từ đầu bà bảy xuống nè hả cái tôi bắt cái con này từ đầu bà bảy xuống nè con gì đâu bắt này bà bảy từ đầu bà bảy có con gì bà bảy đi mất tiêu rồi cái con nó mất tiêu rồi bà bảy bay ấy mà thôi sẵn rồi chứ chạy lại ai sao mà công chuyện khác này không có làm được không có làm đâu hả bảy ơi chuột nó về nó hỏi chơi được bao lâu hả bảy từng tuần à hả nhà biết
Vậy nó có đi đâu hôm hả, ở nhà không à? Ủa? Vì được mấy ngày rồi? Vậy đây đây. Hai biết này giống gì không? Gì? Nè, vậy nè, cái gì nè? Cái hí cái đồ đường mắt là giờ đục vô mắt một cái. Vậy nè. Đục chưa cái gì nè, giống như tôi mà chơi đi á. Nè. Đây đây để gì tôi làm cho. Rồi, lấy ngón tay kia. Đổ cái gì tôi. Đục đút ngón tay vô. Nhóm nhóm mình nhóm. Tiền tiền đút ngón tay vô tiền. Không, không có vụ. Ủa cái trái bên đây lợp xong rồi hả đệ? Đó. Sao tấm ta cao tấm thấp kìa. Hèn gì hồi nãy nghe khoan e e e e. Hồi bắt mấy cái này hả? Nó đó. Tại nó thấp hơn, nó nhỏ rồi kìa, kìa thở ra đó. Xu đi học rồi. Là dưới nó bằng không? Phương thì đi làm rồi. Dưới bằng không? Có một mình để cục chèo với con chó nha. Nói tấm tài. Dì Tư làm ơn làm phước lấy con hai cái máy nữa. Vậy lỡ dì Tư không làm ơn được thì sao? Thì con leo xuống. Con leo xuống. Này làm ơn rồi đó, giờ làm phước nè. Rồi đứng xa xa cái nha. Làm mà làm ơn đứng xa xa nha. Con thủ phước của dì Tư à. Nó cắm vô đầu chắc chết luôn. Rồi thì bây giờ là bao nhiêu bao nhiêu hả? Bao nhiêu bao nhiêu là gì ta? Chưa thấy còn tới quá. Còn xanh lè không? Ở đây nè, đưa lên tới nhóm lên đồ vô nữa kìa. Chạy về lấy đồ đi, chạy quá nó hở rồi nè. Thôi hai vậy lấy nó hở rồi nè ha. Tiền tiền nó hở rồi kìa tiền đút ngón tay vô tiền rồi. Giờ nó thấp hơn nữa không? Thấp hơn nửa ngón tay. Nửa lóng hả? Sao đo bằng ngón tay không cà? Không, không coi thước hay đo bằng ngón tay không hả? Trời ơi, khó chứ bộ nặng nữa. Sao vịnh được hay ta? Có gì chịu ở trong không đệ? Có. Cái đinh. Dạ. Ta. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đừng manh động. Người đàn ông lý tưởng. Lấy ngón tay ra. Lấy ngón tay ra. Hồi đút. Hồi đút ngón tay vô cái hồi lấy ngón tay ra. Bằng chưa? Nhà có đàn ông có khác nữa này. Này. Ủa mình gắn cái đinh đó mình quay vậy hả đệ? Đảo quá hả? Thử không? Cho thử cái đây. Đi chơi chơi á. Đây bữa nay thì ở nhà bắn tôn. Bắn đây tới chèo hết hai bên không đây? Một bên là con lại người ta. Gì làm gì lại? Là mừng hú hồn hú vía à. Tôn này khó không? Đưa lên đưa xuống nó cực thôi chứ. Nặng chết luôn, nặng lắm á. Ờ, tại nó không có đầu vịn nữa. Thôi đi. Ôi, bỏ vậy thằng đệ nè. Để làm này nè, nó đóng cho đinh xuyên qua đằng đỡ đi nè. Thôi đi, đi qua nhà ăn Út coi Út làm cái gì. Trời, làm thăm phía dưới. Thôi đi tước rồi chút đi sao ấy.